Xin chào mọi người, em là Dược sĩ Hiền. Hôm nay em Hiền xin chia sẻ với mọi người về những cái tác dụng phụ khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp mà chị em thường gặp phải. Thì hiện nay cái biện pháp tránh thai khẩn cấp là một biện pháp đang được rất nhiều chị em sử dụng khi quan hệ tình dục mà không mang bao cao su. Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp này lập tức ức chế sự rụng trứng và ngăn cản sự thụ thai. Tuy nhiên cái biện pháp này rất là nhiều người sử dụng nhưng mà là có những cái tác dụng phụ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em, như là thứ nhất đó là gây buồn nôn. Thì nhiều chị em sau khi sử dụng lần đầu chúng ta sẽ có những cái triệu chứng đó là buồn nôn đấy, và nó sẽ mất dần sau đó 2 đến 3 ngày không sao. Nhưng mà chúng ta phải chú ý cái chế độ ăn uống là không ăn những cái thức ăn mà dễ gây dị ứng này, hoặc là những cái thức ăn có mùi tanh thì nó sẽ dễ gây buồn nôn. Cái tác dụng phụ thứ hai đó là tử cung chảy máu bất thường. Đấy, tử cung chảy máu bất thường thì rất là nhiều những chị em cũng sau khi sử dụng cái thuốc tránh thai này, tử cung chúng ta sẽ chảy máu nhưng mà số lượng máu sẽ rất là ít, không đáng lo ngại, sẽ mất dần sau đó ạ. Đấy. Và mọi người cũng lên theo dõi xem là mình lên sử dụng cái thuốc nào cho nó an toàn nhất, và nên được sự cái tư vấn của bác sĩ hoặc là dược sĩ trước khi sử dụng ạ. Đấy, và cái tác dụng phụ thứ ba đó là rối loạn kinh nguyệt. Đấy, rối loạn kinh nguyệt này hầu hết những chị em nào cũng gặp phải. Có những chị em là kinh nguyệt chu kỳ kinh nguyệt đến sớm hơn này, hoặc là chu kỳ kinh nguyệt đến muộn hơn. Hầu hết là các chị em thường bị trễ kinh đấy, và uống thuốc nó sẽ gây tác dụng phụ là trễ kinh. Thì nếu như mà chị em trễ kinh quá một tuần hoặc là chục ngày thì chúng ta phải thử que thử thai để xem chắc chắn rằng chúng ta có mang thai hay không, bởi vì có thể uống thuốc mà không có tác dụng với thuốc đấy. Và tác dụng phụ thứ tư đó là đau đầu, chóng mặt và tức ngực. Cái tác dụng phụ này thì cũng rất là nhiều chị em gặp phải đấy, nhưng mà nó cũng sẽ mất dần sau đó nên cũng không đáng. Vì vậy nên chúng ta chỉ sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp khi thật sự cần thiết, tránh lạm dụng thuốc đấy. Một tháng chúng ta không nên sử dụng quá 5 đến 6 lần thuốc tránh thai khẩn cấp, và chỉ sử dụng 3 và tối đa 4 viên thôi. Nếu mà tháng nào chúng ta cũng sử dụng 5 viên đến 6 viên trở lên thì chúng ta dần dần chúng ta niêm mạc tử cung của chúng ta sẽ dày lên và không đáp ứng với thuốc nữa. Nhiều chị em inbox hỏi em là tại sao chị uống thuốc mà vẫn có thai. Đấy, thì đó là cái tác dụng phụ đấy của thuốc, là khi mà chúng ta sử dụng nhiều nó sẽ không đáp ứng với thuốc nữa, và thậm chí nó có thể gây vô sinh ạ. Đấy, sử dụng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp nó có thể gây vô sinh, nên là chị em phải sử dụng và tìm những cho mình những cái biện pháp tránh thai an toàn nhất. Đó là sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày này, đặt vòng này, sử dụng bao cao su này, hoặc là sử dụng cái màng bao phim tránh thai. Đấy, rất là nhiều những cái biện pháp rất là an toàn cho chị em. Và cuối cùng mọi người cho em xin một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để em Hiền sẽ chia sẻ nhiều những cái video hay và bổ ích cho mọi người ạ. Em xin chào mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo ạ.